Video này được mang đến cho bạn bởi Fastcare, hệ thống sửa chữa điện thoại, laptop và máy tính bảng có 12 cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, mang đến trải nghiệm an tâm cho khách hàng nhờ vào đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn cao, linh kiện cam kết sử dụng loại tốt nhất trên thị trường, sẵn sàng hoàn tiền 100% với quy trình công khai, khách hàng có thể xem trực tiếp và ký tên trên linh kiện để yên tâm hơn. Đặc biệt là Fastcare rất minh bạch về chi phí và không phát sinh thêm. Và nếu bạn là học sinh sinh viên thì sẽ nhận được những ưu đãi đặc biệt giúp giảm bớt gánh nặng tài chính khi sửa chữa thiết bị. Các bạn có thể đến ngay các cửa hàng của Fastcare tại thành phố Hồ Chí Minh để tận hưởng dịch vụ đến tận răng. Forrest Gump từng được Tổng thống Mỹ trao huân chương danh dự sau khi sống sót trở về từ chiến tranh tại Việt Nam, từng chạy bộ dọc nước Mỹ trong 3 năm liên tục, điều mà chưa một ai làm được trước đó. Chưa kể, Forrest Gump còn là một triệu phú, chủ của một công ty chuyên các sản phẩm về tôm lớn nhất tại Hoa Kỳ. Nhưng mà Forrest Gump đã làm được tất cả những điều trên chỉ với một bộ óc tương đương 75 IQ. Thế thì hôm nay, Forrest Gump sẽ tự recap lại cuộc đời của mình cho các bạn nghe. Từ nhỏ, Forrest Gump đã bị gù lưng nên phải đeo một chiếc niềng chân để chỉnh dáng. Bác sĩ nói lưng Forrest Gump gù là do phải gánh mấy thằng ngu chơi game quá nhiều. Đây là mẹ Forrest Gump và cũng là người thân duy nhất mà Forrest Gump có. Ra đường nếu ai gặp Forrest Gump thì xin các bạn đừng có hỏi có biết bố mày là ai không, vì đến chính Forrest Gump cũng không rõ là bao giờ ông này mua sữa về. Mẹ Forrest Gump là một tuýp người rất thương con. Tuy Forrest Gump thiểu năng nhưng bà lúc nào cũng cố gắng giảng giải mọi thứ thật là dễ hiểu. Cơ mà điều đó cũng không đồng nghĩa với việc Forrest Gump sẽ được ngồi học ở nhà với mẹ. Đến tuổi thì Forrest Gump vẫn phải đến trường. Thế nhưng để một thằng thiểu năng trí tuệ như Forrest Gump có một slot đi học, mẹ Forrest Gump phải đánh đổi rất nhiều thứ. Forrest Gump không rõ mẹ và thầy đã đàm phán thế nào vào đêm hôm đó, nhưng có vẻ lão bị mẹ Forrest Gump dọa cho toát cả mồ hôi nên ngay lập tức nhận Forrest Gump vào học. Forrest Gump vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên đến trường được đón đi bằng xe buýt. Học đường không màu hồng như mẹ Forrest Gump vẫn hay kể, bạn bè ai cũng né tránh như thể họ sợ bị lây thiểu năng từ Forrest Gump. Forrest Gump đã nghĩ mình nên nghỉ con mẹ nó học đi cho nó nhanh. Thế nhưng đột nhiên một thiên thần đã cho phép Forrest Gump ngồi cạnh cô ấy trên chuyến xe. Cô ta chính là Jenny, định mệnh của Forrest Gump. Tuy chỉ mới gặp nhau 2 giây trước, nhưng hai đứa đã nói chuyện như thể đã gặp nhau từ 2 phút trước vậy. Và kể từ ngày hôm đó, Forrest Gump và Jenny dính nhau như ngạn với Hà Lan. Và các bạn cũng biết là chuyện gì xảy ra với ngạn và Hà Lan rồi đấy. Thay vì viết lên cây, Forrest Gump ngồi lên cây để đọc sách và đu đưa. Cơ mà Jenny lạ lắm, cô ấy chỉ muốn ngồi với Forrest Gump mãi mà không muốn về nhà. Toạt đầu Forrest Gump cũng thấy lạ lạ, vì nghe nói bố Jenny là một người cha giàu tình thương, ông ta luôn ôm hôn và sờ soạng đứa con gái. Thì cũng đúng thôi, nơi Forrest Gump sống đang là Alabama mà. Cơ mà có vẻ Jenny không thích được yêu thương lắm. Cô ấy luôn chạy trốn khỏi cha mình và ước một ngày nào đó được thoát khỏi đây. Và bạn biết gì không? Cô ấy thoát được thật. Cảnh sát đã đưa Jenny sang ở với bà ngoại. Tình cờ thay, chỗ đó lại gần nhà Forrest Gump. Nhiều đêm sau đó, Jenny thường lẻn sang nhà Forrest Gump vì cảm thấy sợ. Sợ gì thì Forrest Gump cũng chẳng bận tâm, vì nhờ có nỗi sợ ấy mà Forrest Gump được ôm Crush ngủ cả đêm. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chẳng mấy chốc, cả hai bọn Forrest Gump đã lớn. Và tất nhiên Forrest Gump vẫn thiểu năng. Nhưng bù lại, Forrest Gump bắt đầu phát hiện ra bản thân mình có thể chạy nhanh vãi cả đái, thậm chí còn nhanh hơn cả một vận động viên bóng bầu dục chuyên nghiệp ngang Fastcare chăm sóc sản phẩm công nghệ của khách. Điều đó có nghĩa là sao? Đúng vậy, Forrest Gump có tố chất siêu sao trong bộ môn này. Những năm tháng đại học, cái tên Forrest Gump trở thành nỗi ác mộng của bất kỳ đối thủ nào gặp phải. Nếu có một đại lượng có thể miêu tả tốc độ của Forrest Gump thì Forrest Gump chạy nhanh bằng 10 thằng oắt con Usain Bolt. Tạm bỏ qua cuộc sống đại học của Forrest Gump thì để Forrest Gump kể cho bạn nghe về Jenny. Từ khi lên đại học thì cô ấy chẳng thay đổi nhiều lắm. Thay vì bị bố sờ soạng, cô ấy lại để cho những người đàn ông khác làm điều đó. Một lần nọ, Forrest Gump thấy Jenny đang bị ai đó đánh đít. Forrest Gump liền lao vào can vì sợ Jenny bị đau. Ai ngờ cô ấy còn cáu ngược lại to tiếng quát mắng. Có vẻ như là Jenny cũng tự thấy mình quá đáng nên đã bù đắp bằng cách cho Forrest Gump sờ vú. Cơ mà nói thật, nó cứng hơn Forrest Gump tưởng. Không phải bộ ngực, thằng em của Forrest Gump cơ. Rồi sau đó, chúng Forrest Gump đã ôm nhau rất nhiều. Ôm gái cũng sướng đấy, nhưng mà chắc chắn không sướng bằng việc tốt nghiệp đại học chỉ với IQ 75 và được quân đội mời tham gia vào chương trình sao nhập ngũ ngay sau khi tốt nghiệp. Forrest Gump chẳng rõ quân ngũ là gì lắm, nhưng mẹ Forrest Gump bảo là đi cho vui, thế nên là Forrest Gump cũng thử đi xem sao. Tại đây Forrest Gump gặp một anh bạn mới đến tên là Bob 3. Bob 3 có một niềm đam mê mãnh liệt với việc nuôi tôm, mãnh liệt đến nỗi cái môi dưới của anh này cứ chề ra như thể định hứng nước mưa rồi nuôi tôm luôn trong đấy. Cuộc sống trong quân ngũ nói chung cũng nhàn, việc duy nhất bạn cần làm là gọi dạ bảo vâng, tuân lệnh cấp trên bằng cách tuyệt đối. Bob 3 thì vẫn vậy, ngày nào cũng lẩm bẩm về tôm, nghe nói cậu này còn đang định hùn vốn cùng anh chàng nào đó ở Việt Nam tên là Piu Piu để mở mấy cái đầm tôm cỡ lớn. Trong khi Bob 3 chằn chọc với những con tôm thì Forrest Gump lại nhớ Jenny ra giết, nhưng mà team Forrest Gump như tan vỡ khi thấy cô ấy xuất hiện trên tạp chí Playboy với chỉ một chiếc áo mỏng. Nếu thiếu tiền mua quần áo thì phải nói với Forrest Gump chứ.
Tranh thủ cuối tuần, Forrest Gump tìm đến chỗ làm của Jenny. Và bạn biết gì không? Cô ấy còn chẳng đủ tiền để mua bất kỳ mảnh vải nào che thân cả. Đã thế, Jenny còn bị mấy tên xấu xa ngồi dưới trêu chọc. Quá nóng mắt, Forrest Gump liền lao tới để giải cứu Diễm My của Forrest Gump. Nhưng mà có vẻ Jenny lại một lần nữa không hài lòng về Forrest Gump. Nhưng mà lần này cô ấy trả bù đắp bằng cách cho Forrest Gump sờ vú nữa. Cô ấy bỏ đi biệt con mẹ nó tích luôn. Forrest Gump cũng không có nhiều thời gian để buồn, vì sau đó Forrest Gump phải tới chiến trường ở Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Forrest Gump đến mảnh đất hình chữ S, vì trông nơi này giống một cái tử địa của người Mỹ vờ lờ. Người trực tiếp chỉ huy chúng Forrest Gump là Trung úy Dan, người sinh ra trong một gia đình có truyền thống chiến tranh lâu đời. Tại vì cả gia phả ông này đều chết trong các cuộc chiến tranh của Mỹ, rất có thể là Trung úy Dan sẽ tiếp tục truyền thống đấy của gia đình. Vì chiến trường Việt Nam đáng sợ đến lạnh cả người, cứ hành quân một lát, chúng Forrest Gump lại phải dừng lại để kiểm tra xem có cái bụi cây nào bất thường hay không. Một vài người trong chúng Forrest Gump từng bắt gặp những bụi cây biết nói đờ mờ mờ, rồi sau đó thì không có sau đó nữa. Có một điểm đặc biệt ở Việt Nam, đó chính là những cơn mưa kéo dài, đôi lúc lên đến cả vài tuần. Nhiều nước như thế bảo sao người Việt Nam lại yêu nước. Càng dầm mưa lâu, Forrest Gump và Bubba lại càng nhớ nhà. Có lần Bubba ngỏ ý sau khi chiến tranh kết thúc, cậu ta muốn Forrest Gump làm thuyền phó. Chúng Forrest Gump sẽ cùng nhau đi đánh bắt tôm để kiếm sống. Ý kiến này thì cũng hay, dù gì thì Forrest Gump cũng chưa biết mình sẽ làm gì sau này cả. Cơ mà ước nguyện đó đã không có cơ hội thành hiện thực. Chúng Forrest Gump bất ngờ bị các lùm cây phục kích và buộc phải tháo chạy. Jenny từng dặn Forrest Gump rằng nếu thấy nguy hiểm thì cứ chạy như bị chó đuổi, và Forrest Gump đã chạy. Đến một lúc nhìn xung quanh thì chỉ còn một mình. Ơ chết mẹ, Bubba đâu rồi? Forrest Gump quay lại tìm nhưng mãi không thấy Bubba đâu. Bù lại, Forrest Gump lại cứu được khá các đồng đội, trong đó có cả Trung úy Binzy, tức là Trung úy Dan ấy. Nhưng mà Forrest Gump vẫn phải tìm kiếm Bubba của Forrest Gump. À đây rồi, Forrest Gump đã đưa được Bubba về nơi an toàn. Nhưng mà có vẻ đã hơi quá muộn. Bubba đã chút hơi thở cuối cùng tại nơi đất khách quê người. Người ra đi nỗi niềm còn dang dở, ấy vậy mà người ở lại cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Trung úy Binzy có vẻ rất tức giận vì được Forrest Gump cứu. Ông thà chết một trên chiến trường còn hơn là sống sót chỉ với hai cánh tay. Forrest Gump thì nghĩ chuyện chẳng tiêu cực đến mức đấy, chỉ là không được chạy bộ nữa thôi mà. Trong thời gian dưỡng thương, Forrest Gump bất ngờ giỏi bóng bàn từ khi nào không hay. Nhưng bạn biết điều gì bất ngờ hơn không? Forrest Gump là một trong bốn người được trao thưởng huân chương danh dự bởi quân đội Hoa Kỳ. Forrest Gump không rõ giải thưởng này lớn thế nào, nhưng mà trông mẹ Forrest Gump có vẻ khá là tự hào. Sau khi thành tích của Forrest Gump được công chiếu trên vô tuyến, Jenny đã chủ động tới tìm Forrest Gump. Tất nhiên lần này Forrest Gump không muốn cô ấy lại mất tích một lần nữa, nên là Forrest Gump quyết định dùng xe tăng tỏ tình đâm thẳng vào dinh độc thân của nàng. Thế nhưng Jenny không đồng ý vì cô ấy sẽ phải rời đi vào sáng hôm sau cùng với anh người yêu của cô. Và cứ như thế, cô ấy lại bỏ Forrest Gump mà đi một lần nữa. Sau đó Forrest Gump tính trở về Việt Nam để tiếp tục chiến đấu, nhưng mà đột nhiên Forrest Gump được triệu tập vào đội siêu sao bóng bàn của Mỹ để đi du đấu ping pong với cả Trinh Trong. Nghe nói đó là một ý đồ chính trị của chính phủ, nhưng mà Forrest Gump đích quan tâm. Forrest Gump chỉ muốn chơi bóng bàn thôi. Sau khi về nước, Forrest Gump có dịp gặp lại Trung úy Binzy. Trông ông vẫn phong độ như lần gặp gần đây nhất, vẫn hay cục xúc và không có chi. Trung úy Dan có vẻ cô đơn nên là Forrest Gump đã đến ở với Trung úy một thời gian để chung vui trong dịp Giáng sinh sắp tới. Dù gì ở thành phố hoa lệ này, Forrest Gump cũng chả có ai để bầu bạn cả. Năm mới đã đến và bước ngoặt cuộc đời Forrest Gump cũng bắt đầu. Chính phủ ký giấy giải ngũ và cho phép Forrest Gump tự do làm gì mình thích. Điều đó có nghĩa là Forrest Gump không cần phải chơi bóng bàn cho quân đội nữa. Vậy nên Forrest Gump bắt chuyến xe sớm nhất để về nhà. Có vẻ như Forrest Gump vô cùng nổi tiếng. Một hãng vợt bóng bàn đã book một hợp đồng quảng cáo trị giá 25.000 đô chỉ để Forrest Gump cầm vợt của họ. Còn gì khó hơn không? Và như thế, Forrest Gump đã có đủ vốn để mua một con tàu đánh bắt tôm. Đúng theo di nguyện của Bubba, ngày đầu tiên rong buồm ra khơi, Forrest Gump bội thu đồng nát. Một ngư dân lão luyện khuyên Forrest Gump rằng một con thuyền phải được đặt tên thì nó mới may mắn. Jenny, đúng vậy, con thuyền của Forrest Gump sẽ tên là Jenny. Các bạn chỉ Forrest Gump cũng được. Forrest Gump muốn được sở lại bầu vú đấy một lần nữa. Vài ngày sau, Forrest Gump có thêm một người bạn đồng hành, không ai khác chính là Trung úy Dan. Cứ thì cũng đúng thôi, đi thuyền thì bạn sẽ chẳng cần dùng chân nhiều đến thế. Và cứ như thế, chúng Forrest Gump thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, trong đó Forrest Gump lái tàu, còn Trung úy Dan là Google Maps. Cùng nhau, chúng Forrest Gump đã thu về nhiều loại sắt vụn khác nhau, trị giá lên tới hàng chục đô la Mỹ. Và nếu bạn không biết thì đấy là ít nhé. Trung úy Dan bắt đầu trở nên mê tín và tới nhà thờ để cầu nguyện. Và có vẻ như Chúa đã nghe lời thỉnh cầu đấy và gửi tới cho Forrest Gump một cơn bão. Không biết nó liên quan gì đến tôm không, nhưng mà chúng Forrest Gump không kịp đưa thuyền vào bờ, nên là gần như con thuyền đã ở giữa biển cả đêm hôm đó. Và bạn biết gì không? Thảm họa của người này lại chính là dì may của người khác. Toàn bộ tàu đánh tôm ở dọc bờ biển đều bị phá hủy bởi cơn bão. Chúng Forrest Gump đột nhiên trở thành chiếc thuyền duy nhất còn hoạt động, độc quyền khai thác nguồn tôm dồi dào mà không sợ bất kỳ ai cạnh tranh. Nhờ sự đồng hành của Trung úy Dan, chúng Forrest Gump đã kiếm được cả mớ tiền, rồi dùng tiền đó để mua cả một đội 12 con tàu đánh bắt, thành lập một công ty chuyên về tôm tên là Bubba Gump. Và cứ như thế, Forrest Gump trở thành người giàu lúc nào không hay.
Tuy nhiều tiền nhưng có một thứ Forrest Gump chẳng thể nào mua được, đó chính là sức khỏe của mẹ. Chỉ vài ngày sau khi Forrest Gump nhận được tin mẹ bị ung thư giai đoạn cuối, bà đã ra đi một cách thanh thản. Trước khi mất, mẹ dặn Forrest Gump phải sống vui vẻ thay phần của bà. Vậy nên là Forrest Gump cũng cố gắng không buồn quá lâu và tiếp tục sống một cuộc đời thật ý nghĩa. Forrest Gump giao lại việc làm ăn cho Trung úy Dan để đi cắt cỏ cho dân vận động. Có lần ông mới gửi thư và báo cáo rằng đã trích tiền của công ty để đầu tư vào một công ty hoa quả gì đấy tên là Apple, và có vẻ như công ty đấy làm ăn khá tốt. Forrest Gump thì không giỏi đầu tư nên Forrest Gump dùng tiền đó giúp đỡ những người xung quanh, xây nhà thờ mới này, xây bệnh viện mới này. Một phần nhỏ Forrest Gump cũng trích ra để gửi cho gia đình của Bubba, vì dù gì anh ta cũng là một cổ đông của công ty Forrest Gump. Thế rồi Forrest Gump cũng hết việc để làm. Đêm tới tâm hồn của Forrest Gump lại trống rỗng, không biết Jenny đang làm cái gì nhở. Thần kỳ vơ lơ, sáng hôm sau cô ấy lại đến thăm Forrest Gump mà không hề báo trước. Cô ấy nói muốn dọn về ở cùng. Thoạt nghe thì Forrest Gump cũng hơi chột dạ, tại vì dù bị thiểu năng nhưng Forrest Gump cũng biết thế nào là đổ vỏ mà. Cơ mà Forrest Gump cũng không nghĩ ngợi nhiều, vì giờ đây Forrest Gump đã có em bên cạnh. Những ngày sau đó, cuộc sống của Forrest Gump đẹp như mơ. Forrest Gump không muốn đánh mất hạnh phúc nhỏ nhoi này một lần nữa, nên Forrest Gump đã quyết định cầu hôn Jenny. Cô ấy bảo Forrest Gump không biết gì về tình yêu. Forrest Gump biết chứ, tuy thiểu năng, nhưng mà Forrest Gump biết rằng một khi đã sờ được vú thì phải bú được cái gì đấy. Jenny không nói gì, lặng lẽ đi lên tầng. Ấy thế mà đêm hôm ấy, trong lúc Forrest Gump đang ngủ, Jenny lẻn vào phòng rồi nằm lên người Forrest Gump. Forrest Gump chưa từng trải nghiệm một đêm nào tuyệt vời như đêm hôm ấy, và cũng chưa từng trải qua một ngày nào đó hụt hẫng như sáng hôm sau. Jenny lại bỏ đi một lần nữa, Forrest Gump một lần nữa lạc lõng, và cứ như thế, Forrest Gump chạy trong vô thức. Chẳng vì gì cả, chẳng tới đâu cả, ngày này qua ngày khác, mệt thì Forrest Gump ngủ, đói thì Forrest Gump ăn, nghỉ xong Forrest Gump lại chạy tiếp. Nghe nói là Forrest Gump còn lên cả TV vì đã chạy dọc nước Mỹ trong suốt 2 năm. Và không ngờ, câu chuyện của Forrest Gump đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, thậm chí họ còn chạy cùng Forrest Gump nữa cơ mà. Một lần nọ, có một thanh niên phá sản vì bán áo thun, đến chạy cùng Forrest Gump để xin lời khuyên. Forrest Gump tưởng anh ta đưa Forrest Gump một chiếc khăn nên đã dùng nó để lau mặt, không ngờ rằng điều này đã giúp anh ta nghĩ ra một ý tưởng. Sau đó Forrest Gump tiếp tục chạy cho đến khi tròn 3 năm 2 tháng 14 ngày 16 giờ, Forrest Gump nhận ra là thôi dừng kéo chạy nữa và quay trở về nhà. Đúng lúc đó, Jenny gửi cho Forrest Gump một lá thư ghi địa chỉ nhà của cô ấy. Tất nhiên, với một thằng sim chúa và thiểu năng như Forrest Gump thì Forrest Gump lao tới với tốc độ ánh sáng. Jenny sống trong một căn hộ nhỏ nhắn xinh xắn và bất ngờ chưa, cô ấy có con, tên thằng bé là Forrest, và càng bất ngờ hơn nữa, Forrest Gump chính là bố đứa bé. Ê, có hơi vãi lời không nhở? Mình bị đổ vỏ thật à? Ê, nhưng mà đêm hôm đấy cũng không đeo bao, nhưng mà thằng bé trông thông minh thế kia cơ mà, con mình thì phải thiểu năng chứ. Nó thì nói thế, nhưng mà thực ra nhìn vào thằng bé, Forrest Gump biết ngay, nó chính là con trai Forrest Gump. May quá nó không bị thiểu năng, chứ không thì Forrest Gump lại áy náy bỏ mẹ. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, Forrest Gump nghe được một tiếng sét ngang tai. Jenny sắp chết, cô ấy dính một loại virus tên là HIV, một căn bệnh quái quỷ, chưa hề có thuốc chữa. Ê, thế hồi trước không bao, xong rồi là đẻ ra cái thằng này, thế hai bố con có bị HIV không? Biết rằng thời gian không còn nhiều, chúng Forrest Gump quyết định tổ chức đám cưới. Jenny và con chuyển hẳn về ở với Forrest Gump cho tiện chăm sóc. Thế nhưng điều này cũng không thay đổi được bệnh tình của Jenny. Cô ấy đã vĩnh viễn ra đi, để lại Forrest Gump và Forrest bé bỏng. Dù không có cô ấy bên cạnh, nhưng Forrest Gump chắc chắn sẽ nuôi dạy Forrest thật cẩn thận. Thi thoảng Forrest Gump cũng nhớ Jenny ra giết, nhưng Forrest Gump cũng vui vì cuối cùng cô ấy cũng đã được giải thoát khỏi thế giới này. Và đó các bạn ạ, là câu chuyện về cuộc đời của Forrest Gump, nhưng mà cũng đã có không ít những phép màu. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.